chào tất cả các bạn. Tính dừng lại rồi nhưng mà thấy hoa đẹp chịu không có nổi. Các bạn thấy đây, mình sẽ quay một cái chỗ, cái đường Hoàng Sa. Cái đường Hoàng Sa này bắt nguồn là cái làng hoa là bắt đầu từ đây nè các bạn. Tức là mình sẽ quay con sông. Đây các bạn thấy không, y như là một cái nơi du lịch rất là nổi tiếng ha. Đây mình sẽ nói sơ cho các bạn nghe. Đây là con sông Bắc, là bắt nguồn từ sông Tiền Giang. Sông Tiền Giang đó. Đây các bạn thấy không, con sông hết sức là đẹp, thơ mộng. Thì ngày xưa đó là cái làng hoa là từ đây nè các bạn. Từ đây rồi á, là hoa trồng hoa thuận lợi, rồi hoa ngày càng đẹp, rồi có nhiều cái giống mới thử ra, bà con mới là lai tạo thêm, rồi trồng khắp nơi ở cái Tân Quy Đông như hồi nãy mà mình quay đó. Cái mới á, là cái bến này nè, thì dài đây mới là làng hoa, tức là phần làng hoa là từ đây đây. Đường Hoàng Sa bạn có thể thao tính là không có quay nữa mà thấy đẹp quá chị thôi. Tình thương chan chứa vườn hoa là dần. Ở đây là các bạn biết khúc đồng tiền ha, đang rất là nãy giờ mình cũng chưa có quay khúc đồng tiền. Đường phố các bạn thấy à, đây là lưỡi mèo lưỡi cọp vậy nè. Đây này là phong thủy lắm nè, người ta coi tuổi rồi gì nè, các thứ để người ta có thể học mấy cái này. Đó, là thấy không? Khúc đồng tiền dễ trồng, nhưng mà chịu nắng là cũng hơi dở nha. Đôi ta cùng xây đắp cho quê hương đẹp giàu, thành phố mình duyên dáng, hương hoài xa đẹp quê em. Gió luôn bắt nguồn từ sông Tiền Giang. Sông Tiền á, bởi vì mình có viết một cái bài hát Sa Đéc thành phố quê em á, hai xuôi dòng Tiền Giang á. Đó, đây là những cái vườn hoa nè. Ôi, hoa vàng mấy độ. Hoa này tương tự như là ở Tam Nông đó các bạn. Có cái hoàng đầu ấn đó. Rồi, đây là này. Trời ơi cái này giống như là trong phim, giống như là hoa giả, màu sắc rất là đẹp luôn. Đó là điều hoa thật hết, mà từ cái thật đẹp này người ta mới nghĩ ra để làm sao cho thành hoa giả đẹp vậy, chứ thật sự thật mới đẹp, giả không đẹp. Đây là làng hoa ngày xưa nè. Trời ơi, cái này các bạn ơi, như là sức mua luôn. Đáng chứ cứ mà đủ 5 phút luôn. Chứ mà nói chung là làm gì cũng rất là cực.
chứ không phải là trồng hoa không. Đổ mồ hôi thì mới mang lại cái kết quả thành công được. Tối điện tập tình nhân ra đây nè, ngắm trăng nè, ngắm biển nè, tình tự với biển nè, tình tự với người yêu nè, đó xong đó là...